Tôi chỉ nói lại cho ngõ con gái thứ hai nó chết rồi, vì nó có ốc. Dạ. Ở hữu ủy với tôi, ăn nửa đêm nửa hôm, có đau. Ở miệng có nó đau có cách. Ai ngoài? Đó, hai bạn đó. Ừ, đó bác chú coi, cái thằng cháu nó mà công ty ở trên Bình Dương gì à. Thằng đau cũng lo đất cho, cũng cho ngõ cách. Ai ngoài? Cái bà thằng đó đó. Thằng đó ha. Con tôi đó. Rồi cái nhà này tôi hỏi chú nè, nó không có chịu đem cái thằng đó vô thì thôi, con mẹ nó đâu có đem vô. Thấy không? Không cho thôi, cứ nó quen. Nó quen thì ra cũng cho. Nó nói là em nó mới đem cho cái thằng này vô hết. Thấy không? Dạ. Yeah. Vậy cha con này từ hồi đó thì đâu có đem vô. Rồi tôi hỏi chú đi nè, tôi nghèo, tiền bạc tôi đâu có. Nó ở từ nay nói này, mơi nó kia. Rồi chú coi, tôi đâu có phải mà tôi mua dạy gì tôi để tôi đau sao? Yeah. Tôi thấy nó không có tiền bạc tôi sửa cho con nó uống, tôi mới giữ, mà thấy luôn, tôi thấy đau khổ luôn. Để cho nhỏ lớn ở với tôi. Yeah. Thằng nhỏ nó gửi, rồi cái chú biết làm sao không? Nhỏ lớn đi mần về dắt này nè, về cái chiếc gì chết thấu cái đem thằng này uống tôi. Yeah. Nó để cho chảnh nhà trọ ai có chừng. Dạ yeah, đúng rồi. Ừ, đó. Chứ thấy đau không? Có đau khổ không? Yeah. Đau lắm, thiệt đau lắm. Ông ngoại đừng nóng ngoại ơi, ngoại đừng nóng ngoại. Ngoại nóng lắm. Ngoại kể từ từ cho con với bà con. Tại vì ngoại mà nóng là cái nem con không có quay được đâu. Tại vì con sợ ngoại mệt đó. Nhớ ngoại, bớt dặn lời ngoại. Nghe gì là chắc phải chi nó giàu, nó có tiền, có bạc á. Mà tôi đem cháu tôi về tôi giữ. Tôi giữ tôi dình cho tôi đau. Tôi ổn tôi báo gì cho con của cháu. Còn hỏi chú tôi không có tiền. Dạ. Tôi mới ôm. Ngoại là có... Ngoại cho con hỏi ngoại năm nay bao nhiêu tuổi? 82. Ngoại nhìn thấy rõ ngoại. Trời ơi, má kiếm mà. Mà soi. Ngoại nhìn thấy mấy em con không? Thấy mà mờ mờ. Có cái soi mà. Ừ. Mắt mổ mà. Thôi đâu không biết. Chứ tôi đâu có phải tôi dạy. Bớt dặn ngoại lớn tuổi rồi ngoại. Thôi ngoại. Tao đi giờ lắp cái con. Ngoại lớn tuổi rồi. Bắt bụng mất dạ bay. Thôi chú đi nè. Con thằng bé nó chết rồi, nó để lại hai đứa con, nó còn nhỏ. Tôi hỏi chú nè, nó không có sữa con nó bú. Dạ. Rồi hai đứa nhỏ nó đau. Tôi biết cái thân tôi già. Tôi hỏi chú, nó không có tiền có bạc. Thôi tôi cũng dám giữ gìn cho nó, đặng nó đi mần nó mua sữa cho con nó uống. Tôi cũng biết cái thân tôi vậy chứ. Tại phải chi mà nó có tiền nó giàu có mà tôi ôm hai đứa nhỏ tôi nuôi á. Tôi giữ gìn á. Thì tôi mang bệnh con quạng hiện đó. Còn hỏi cho thấy chú tuổi không? Yeah. Con mình chết. Con mà nhà ở lên giùm không? Có kêu nó không? Nhưng con ngoại, mình chết. Nhưng ngoại cái này là ngoại nói là cái chị con dâu ngoại hay sao? Ừ, đúng rồi đó, dâu tôi đó. Tôi hỏi chú nè. Nó đi mà không ai chị con nó chứ. Mà nó không có kiếm tiền mua sữa cho con nó uống. Hai đứa nhỏ đau luôn. Má cởi mà má không có đầu có đứa. Cái này là ngoại mà nói tôi gì? Ngoại la là cái này ngoại la hay là ngoại nói con dâu ngoại hay mày là thương ngoại nói đó. Tôi nói cái gì đó ngoại... Ý là con dâu ngoại tốt hay là xấu á? Xấu tốt thì tôi không hiểu mà tôi thân tôi vậy đó. Ngoại có giận con dâu ngoại không? Hả? Ngoại có giận dâu ngoại không? Tôi không giận ai chân. Hỏi gian tôi không giận ai chân. Ngoại kể nãy giờ con không biết chuyện gì luôn á. Ờ đó vô đó tôi nói đạo không có đạo có đưa. Ngoại kể là cái lý do là vì sao mà ngoại nói vậy? Con dâu ngoại làm ngoại buồn hay gì? Không có buồn có giàu chân tôi nói với chú. Ê, nghe nè. Chú chúc nè. Nó gửi hai đứa nhỏ này nè cho dạ, giữ. Đúng rồi chị có nói. Không. Dạ đúng rồi. Đặng mà đi mần. Để không ai có chừng có đổi chân chọi rồi tôi thấy vậy tôi cũng già cả rồi. Tôi không có tiền bạc tôi cho cháu tôi uống mua sữa uống. Tôi mới đeo tôi giữ. Ừ. Dạ, là ngoại thương nha. Ngoại bỏ đi. Ngoại thương dâu ngoại ha. Rồi ngoại giữ hai đứa cháu. Cái chuyện đâu còn cái đó ngoại lớn tuổi rồi. Tôi thương hai đứa cháu tôi không thương ai chân á. À ngoại thương hai đứa cháu nội nha. Ngoại bớt giận ngoại ơi. Ngoại bớt giận. Hai đứa nhỏ chúng thấy đau khổ không? Đau. Ngoại thương hai đứa cháu đó là sự thật. Không tiền không bạc. Tôi mới đeo cho tôi giữ. Ảnh cho nó mua thuốc mua men. Cho sữa thùng cho nó uống một ngày 40-50 ngàn tiền sữa. Dạ. Giờ chưa hỏi chú tôi không giữ sao đó đi mần đây. Dạ đúng rồi. Dạ rồi thôi ngoại giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ ngoại giữ sức khỏe nha. Dạ. Tôi không thương ai mà tôi không ghét ai mà tôi không có ai. Thôi ngoại. Dạ rồi thôi ngoại giữ sức khỏe nha. Mày nói đằng này á, tao chửi tao xô mày suy nghĩ đi. Tao có nói gì, tao nói mày về mà ở nhà bà má. Thì mẹ con mày có quyền ở chứ không có dẫm tao.
thằng nào mà về để nhà bà má hết, chị không có chấp nhận. Mày thằng mày thiệt không? Bà má mới đi nằm bệnh viện mà dẫn hết cái thằng đó đó là vô nhà một chập nè. Chị nói lôi cái người đó ra bắt em những chuyện gì, hay là bắt hồn điện thoại em nói chuyện với thằng đó, hay là thấy thằng đó vô nhà mình sẽ đã nó đang nói nè, rồi sao nói rồi thằng Cảnh nè, mày đều có dẫn thằng Cảnh về nhà không? Không là chị dựng chuyện à, thằng Cảnh nè, chị dựng chuyện chị tắm cỏ ra ngoài. Thằng Cảnh nè, mày có dẫn gì nào bà má tôi mừng mẹ không? Thằng Cảnh nè, cái đó là bạn bè của em. Bạn bè gì? Khổ hả, bạn bè mà dẫn gì nhà bà về chồng, chị có nói gì? Chị nói Đào ơi, mày mày hả, mẹ con mày ở kìa ở, mà Cưng không có được quyền dẫn cái thằng nào về nhà bà má. Dầu thằng bé nó có chết á, Cưng cũng nghĩ tình nó một ngày một bữa, có không? Có không? Ba giờ. Mà thằng Cảnh có lên không? Có. Thằng Cảnh chính bà má điện nó, kêu nó lại mày rút nhang tay nhang đi rồi mày đi liền. Thằng Cảnh không? Ba chị chữ bà mẹ. Trời trời, Cưng chữ bà má hồi nào trời, mày dám nói Cưng qua bà má đi chữ. Trời ơi là trời. Còn chồng còn con thì còn cách cây vậy kìa chị. Cây nè. Ông Cưng cấp ơi, ông lại đi ông nghe đi ông, tôi không có nghe nữa, tôi không. Tôi nói nó không có để ý cái câu nào của tôi hay chân. Bây giờ là cô cứ nói đi, cô cứ nói mà kia. Là chị nói gì? Mày nói chị là đuổi. Là chị có nói là bây giờ mày dẫn thằng nào dẫn mà điệu cái dẫn đâu thì dẫn. Chị không có cấm cản mà đường không có cho thằng nào dẫn về nhà. Rồi mày nhớ là 49 ngày thằng bé mày đi lấy chai nữa, mày đi lấy thằng Hải. Ủa, chị có bắt được cột nào không? Hay là bắt được những tấm hình hay những em? Thằng Hải ở dưới Long An. Bây giờ mày muốn điện thằng Hải không? Tao điện thằng Hải lên cho mày coi. 49 ngày mày gạt bả nè, có đầu mới có đuôi, có đầu mới có đuôi. Đây là đầu tiên nhất á, là đến từng thằng bé bữa ngày thứ năm thứ sáu á, mày nói với bà má, má ơi con lên thành phố á, con mằn nữa, cháu nó có hai đứa, con hai đứa, nếu mà con đi mằn thì hai đứa cháu con giữ 24 đứa nhỏ. Còn nếu mà con nhỏ nó đi mằn thì mày nhà mày giữ 4 đứa. Ngày thứ bảy á, là mày đi nha, cái ngày chủ nhật mày lên chị mày ăn mừng. Cái ngày thứ hai thằng Hải nó rước mày về Long An ở gần một năm nha, gần một năm thằng Hải nó đuổi mày rồi mày không có về Bắc Xuôi, mày đi về ngay thẳng nhà bà má. Chị cứ nói gì, ủa sao Đào mày đi về nữa? Đào mày nói thằng Hải đuổi cái chị Phiên kia nó hơi. Đào ơi mày nhiều thằng quá rồi, thôi mày ngừng lại đi, đừng mẹ con ở đây sống với bà má. Mày giọt miệng á, bắt đầu là mày cũng đồng ý luôn. Mày quay lại cái mày nói gì nè, một chưa được một tháng đó mình lên mạng á, mày quen thằng Cảnh. Mày dẫn thằng Cảnh đi về tới lưu hoài, chỉ có qua chỉ nói gì. Đào ơi, mày đừng có dẫn đâu, mày dẫn mày đừng có dẫn gì nhà bà má nữa. Bà thằng bé nó cũng còn nghĩ tình nó. Mày không chịu ở nhà bà má, mày qua nhà chị Năm mày ở, có không? Qua nhà chị Năm mày ở rồi. Không, chị không có nói ngược, có xôi, có sao giữa đồng tầm mạng xuống, có sao chị nói gian vậy, không có nói ngược gì. Đây nè, chữ kêu con quệ lại, mày kêu con quệ lại, kêu con quệ lại, giáp mặt đây nè, sẵn có người ta đây nè, giáp mặt, sao tao kêu, hả? Thì đó bà má không nghe. Trời ơi, nó chữ nó mắng tao làm gì, tao cho nó vô đốt cây vàng nó đi liền, phải nó ở đây á, thì nó chữ, còn thằng này nó chữ gian trời. Là tôi nói mày, này là nó nói gì đây, sao nó gọi thì chị mới nói gì. Gọi mày á là không ở nhà chị Năm, mày thấy vậy á là mày nói á là không về nhà bà má, đi về nhà chị Bảy mở, mình cho Cảnh lên xuống nè. Lên xuống nè, có không? Sao về đâu, bà nhớ bà à? Nhớ tôi chọn về không? Bà nhớ tôi chọn về. Cảnh nè, thằng Cảnh nó lên xuống, thằng Cưng không cho mày ở nè. Trời đủ thực hả? Tôi không về. Tao nói mày sao, mày bước chân ra đi, không cho mày bước chân vô nhà. Tôi cũng em ru luôn. Tao nói á là không phải, tao kêu mày á đừng có dẫn. Tao kêu mày đừng có dẫn cái thằng nào về nhà bà má hết là mày có quyền. Mày có quyền mày ở nha, rồi mày dẫn trai về nhà là mày không có quyền đó. Mày không có quyền nhà đó, mày không có tao không cho nở về nhà má đó. Mày thiệt không? Má tôi chưa dẫn ai về nhà. Thằng Cảnh đi chi? Thằng Cảnh thằng Hải đi chi? Tôi dẫn thằng nào về? Thằng Cảnh thằng Hải thằng nào? Hả? Bất cỡ vậy mày bốn đời rồi nghe nào, cho mày hai chiếc bốn đời rồi. Tao kêu mày ngần ngừng đi. Tôi đi xin cộng đồng mạng thấy cho tôi mẹ con bà tức nó mẹ. Nè nào mấy ông bà mang nước tức, nó nói là nó đi xin, nó thấy đặng cho tôi lên cộng mạng mang tức. Cứ ngồi nói chuyện chứ, cô cứ ngồi nói chuyện với nó đi. Bây giờ là ngày là riêng tư của hai người. Nè. Mấy anh em bây giờ cũng không có nói vô được cái gì hết trơn á. Cô hiểu không? Rồi. Alo. Alo. Chị
chị ơi, thì có một cái mà hôm bữa cái sự việc á, chị chồng mà nói không đúng sự thật gì á, thì chị em đang tải lo lên nè, chị cứ nói đi. Cái chị nói là chị không có đuổi chị ra khỏi nhà. Ủa, chị vừa họp nói với em sao? Chị nói với em là không có quyền gì bước chân vô nhà, chứ em không có dính líu gì trong cái gia đình này hết. Mẹ con mày á, là mày nói mày sống gì của con mày ôm hai đứa con đi nuôi mày mới hay, thì em đi phải không có tiền, em phải lang thang đi xin ăn chứ sao? Rồi chưa, cưng nói dứt chưa? Tao cưng nói dứt chưa để chị hỏi cưng. Chị nói gì? Cưng nói mới đầu vô á là chị nói bà má cái cửa này đóng. Cưng nói không ai ở đâu mà đóng. Không, không, để chị nói hết rồi tới cưng. Cưng nói rồi, bây giờ tới chị. Chị nói nghe. Dạ. Chị nói gì? Chị nói là mày dọc miệng nói bà má bán đất 100 triệu cho mày có 2 triệu. Thấy không? Mày gan không? Chị mới nói là bà má cho cưng chứ gặp chị không cho cưng 1.000 nào hết. Có không? Bà không có không có sao rồi để không mà cái đầu mới có đuôi cái nhà này nè đó nhà. Có đầu mới có đuôi cái nhà này là không có cho ai ở hết. Em mới nghe chị nói hoài, tôi nói tôi không có ở đâu, chị đừng có nói mà dở nhà dở bọng chưa, tôi không có ở. Chị mới bước qua bên kia, chị mới nói mày không có cái quyền gì mày ở trong nhà ở này, mày ngủ bờ ngủ bụi hay gì. Mà trong khi đó bà mẹ bà giữ con có 2 ngày thôi, ngày thứ 3 là chị lên chị quậy, lần trước cũng vậy, gửi đồ chị tưởng đâu gì ở. Ủa, chui đầu về sao? Ủa em là con chó gì mà chui đầu về? Đây. Chỉ em lỡ thôi, chứ em chưa lỡ. Trời lỡ một đêm thôi, em muốn cho em ở. Mà chị qua chị làm trời làm đất. Mà chị nhớ bữa nay em không trả lời với chị. Có tiếng sao chị quậy em mới trả lời. Còn anh bé chết mới 3 ngày à. Chị lấy qua chồng tiền đất, mà trong khi đó chị chồng chỉ có 50 triệu thôi. Còn 7 triệu là tiền hàng, tiền gương chị trả. Là tiền đó tiền của bà mẹ mà chị điện chị Năm á, chị nói là tiền hàng tiền gương anh bé chị lo hết mười mấy triệu, mà trong khi đó tiền trợ 1.1 triệu chị cũng ghi vô luôn hết trơn. Là chị bắt bà mẹ phải bù 7 triệu cho em 2 triệu là 9 triệu, còn chị đưa bà mẹ chỉ 1 triệu thôi, còn 40 triệu về đâu em cũng không nói luôn. Đây rồi, hết chưa? Rồi hết chưa? Rồi đây chị nói đây. Chị á, cái chị nói đây, đây. Nói lại em không có dính líu, chị nói em không dính líu gì, em không biết. Chị nhào lại chị cũng muốn quýnh em, nó anh Tư thôi từ từ để cho nó biết. Trời, nó nói sực nó quăng nghe tôi không? Cho 2 triệu bạc đi, thì chị mới đứng lên, chị xỉ vô mặt em. Thằng bé chết, mẹ không dính líu gì đây. Em âm thầm, em gu luôn, 49 ngày mẹ con bước chân ra đi. Đi đó đi theo trai, theo này. Em đi theo trai cũng được, để em nuôi con em. Đó. Chị có nếu nói em á, dẫn cha vô nhà chỉ có bằng chứng xác thực. Cho nó nói đi. Cho bên nói đi. Em đâu phải là con chó đâu chị. Đâu phải con chó mà một thằng chơi mà 2-3 thằng gình đâu. Chị điện ra đây nè, em lúc đó em đi ở ngoài đề bằng nè, chứ em chưa bước chân ra đi nữa. Em còn để đồ trong đó nữa. Chị điện chị rồi bà mẹ mới nói thôi mày làm xấu hổ quá rồi, thôi mày bước chân ra đi đi. Rồi em mới âm thầm đi luôn. Trời ơi, đây nè. Chẳng nói thôi, ai nói cũng không, chị nói đi nghe khỏi xu vậy. À, khỏi. Chị cứ nói bây giờ để cho nó nói đi. Rồi bây giờ mày nói hết chưa? Mày nói hết chưa? Cưng nói hết chưa? Còn nhiều lắm. Còn nhiều phải không? Bây giờ cưng ngưng đi rồi chị nói tiếp. Bây giờ là chị mạng là chị biết rồi đó. Tới cộng đồng mạng là chị biết cỡ nào rồi đó. Rồi nói đi, nói hết đi. Cái gì cưng nói hết đi. Nói hết đi. Nó cho rồi đồ con em, đồ cũ em rất mừng. Cho được tập sổ uống em rất mừng. Như con nít nó biết gì. Ăn quẹt mỏi như gà. Đúng rồi. Tại vì mẹ con em. Thôi đó tôi không chữ mà dám gài tôi đó. Cho sữa ăn con nó quẹt mỏi như gà vậy. Cũng được hết trơn. Còn quan nhưng nó có bầu, chị nhớ kỹ là nó có bầu. Nó đừng lên nói vậy. Chuyện có hả nó có, còn chuyện không hả nó đúng. Cưng nói đúng. Cưng nói đúng đó. Chuyện nào có nói thì có, còn không là không. Rồi chị hỏi cưng nè. Đừng lên cộng đồng mạng, con nít chỉ 6 tuổi thôi, nó biết chuyện gì chị. Mà đừng lên cộng đồng mạng mà chữ gì. Còn cái ngày đó chị có đuổi, có chữ, có nói. Em sẽ lên hết cho anh luôn tức nha. Ừ, thì lên hết rồi còn gì nữa. Chưa chữ chị bắt cứ cái gì hết. Em không bao giờ bắt cứ chữ chị thấy không? Chị coi kỹ lại từ đầu tới cuối. Chị coi kỹ lại ông ba cô với bà cô gì chưa bao giờ tôi nói. Chị nhớ kỹ lại chưa bao giờ đúng không? Chúc báo. Đó mà gia đình đó. Chúc báo. Cộng đồng mạng chữ em. Đấy, chữ cũng được đó. Mà giỏi chữ để không có chữ. Cộng mạng có chữ không? Sao chị? Nó nói đó, nó nói là tôi lem lên cùng mạng á, để cùng mạng chữ nó đó. Chung mới nghe. Mạng không đồng mạng chữ chị mới kêu con chị gửi chị thằng Tâm nữa. Cái chuyện quá khứ, cái đó cái chuyện quá khứ rồi. Chứ không phải là em lấy thằng bé, mẹ lấy 5, 7 thằng, 10 thằng đâu. Nó cháu gửi nó cũng dở
chồng chữ em mà nhưng thịt thèm chị ơi. Để mai mốt bệnh xuống tai biến hay gì đó nằm sao chữ chị. Thầy cửa, thầy cứ dịch cửa đi, gõ cỡ máy đi con. Bây giờ cứ dịch nói đi, chữ hết đi cưng, chữ hết đi, có cỡ máy, chữ hết đi. Đúng rồi. Chị chị đâu, chị đâu có nói là chị nhỏ đâu. Nói hết đi còn không, còn tiếp chưa? Mày không có cái quyền gì. Em nói với chị 7-8 năm em ở với thằng bé, phải em ở ngày mai ngày mốt thằng bé nó chết. Thì chị nói với bệnh viện thì chị nhiều lắm chị. Em chưa phô keo ra đó. Tôi có gãy á, đưa cho mấy ông mà tính chút nè, ông đưa lên. Chị vậy đó, em phô keo, em sẽ phô keo, em nói em sẽ phô keo. Hết tô, tôi không có tiền, chị cho tiền cho mua tô nè, gửi anh Thanh Trúc nè, lem lên. Chị la nữa hay là chị qua, chị mang khẩu trang, chị nói một hai câu chị về. Chị hứa cho 1 triệu mà tới thằng bé chết luôn, chị mới cầm tiền cho con thằng bé thôi. Thằng bé ngày chết mà nó còn nhắn em lại, nó kêu qua đầu chị 1 triệu luôn đó chị. Ở đây nè, sẵn đây nè, chị trả luôn cho. Sẵn ở đây nè, lại đây nè, cứ lên nhà nè, tại nhà rồi má nè, chị trả cho 1 triệu. Đến đây nè. Bây giờ chị cho nó là chữ hết đi. Vậy bây giờ chữ cho lướt. Lại trời nó nói chữ. Còn chập hai nữa. Tại vì chị không cho con thì anh em phải ôm con đi xin chứ sao vậy? Không nhận thêm của con mà. Đây nè, để cho nó nói đi. Chứ bây giờ mà nói có được đâu. Mấy ông cùng mạng mấy ông nghe đi, rồi mấy ông đặt lên đi. Gì ấy gì nông? Lại đây. Đó đó mấy ông nghe đó, nó đẩy thì chập thai đó. Đó bây giờ là chị hỏi nó dứt chưa, hỏi rồi nó dứt chưa. Thì chị cho tới chị. Đây nè, chị nó mày nói. Thầm nói không? Mày nói đằng này á, tao chửi tao xô mày suy nghĩ đi. Tao có nói gì, tao nói mày về mà ở nhà bà má. Thì mày mẹ con mà có quyền ở chứ không có dẫm tới thằng nào mà về để nhà bà má hết, chị không có chấp nhận. Mày thằng mày thiệt không? Bà má mới đi nằm bệnh viện mà dẫn hết cái thằng đó đó là vô nhà một chập nè. Chị lôi cái người đó ra. Em những gì hay là bắt hồn đi hỏi em nói chuyện thằng đó hay là thấy thằng đó vô nhà mình sẽ đánh. Đã nó đang nói nè rồi sao nói. Rồi thằng Cảnh nè, mày đều có dẫn thằng Cảnh về nhà không? Không, ông là chị dựng chuyện à. Thằng Cảnh nè. Chị dựng chuyện thì tắm cỏ ra ngoài. Thằng Cảnh nè, mày có dẫn gì nào bà má tôi bằng mẹ không? Thằng Cảnh nè. Cái đó là bạn bè của em. Bạn bè gì? Khổ hả, bạn bè mà dẫn gì nhà bà và chồng. Chị có nói gì? Chị nói Đào ơi, mày mẹ con mày ở kìa ở. Mà cưng không có được quyền dẫn cái thằng nào về nhà bà má. Dầu thằng bé nó có chết á, cưng cũng nghĩ tình nó một ngày một bữa, có không? Có không? Ba giờ. Mà thằng Cảnh có lên không? Có. Thằng Cảnh chính bà má điện nó, kêu nó lại mày rút nhang tay nhang đi rồi mày đi liền. Thằng Cảnh không? Ba chị chữ bà mẹ. Trời tôi chữ bà má hồi nào trời mình dám nói tôi qua bà má tôi chữ. Trời ơi là trời. Còn chồng còn con thì nó cách cây vậy kìa chị. Đây nè. Ông Hưng Cấp ơi, ông lại đi ông nghe đi ông ơi, tôi không có nghe nữa. Tôi nói nó không có để ý cái câu nào của tôi hay chân. Bây giờ là cô cứ nói đi, cô cứ nói bà kia. Là chị nói gì? Mày nói chị là đuổi. Là chị có nói là bây giờ mày dẫn thằng nào dẫn mà điệu cái dẫn đâu thì dẫn. Chị không có cấm cản mà đường không có cho thằng nào dẫn gì nhà. Rồi mày nhớ ông 49 ngày thằng bé mày đi lấy chai nữa, mày đi lấy thằng Hải. Ủa, chị có bắt được cuộc nào hay là bắt được những tấm hình hay những em? Thằng Hải ở dưới Long An. Bây giờ mày muốn điện thằng Hải không? Tao điện thằng Hải lên cho mày coi. 49 ngày mày gạt bả là có đầu mới có đuôi, có đầu mới có đuôi. Đây là đầu tiên nhất á, là đến từng thằng bé bữa ngày thứ 5. Thứ 6 á, mày nói với bà má, má ơi con lên thành phố á, con mằng nữa cháu nó có hai đứa, nếu mà con đi mằng thì hai đứa cháu con giữ 24 đứa nhỏ. Còn nếu mà con nhỏ nó đi mằng thì mẹ nhà mình giữ 4 đứa. Ngày thứ 7 á, là
là mày đi nha. Cái ngày chủ nhật mày lên chị mày ăn mừng. Cái ngày thứ hai thằng Hải nó rước mày về Long An ở gần một năm nha. Gần một năm thằng Hải nó đuổi mày, đuổi mày rồi mày không có về Bắc Xuôi, mày đi về ngay thẳng nhà bà má. Chị cứ nói gì, ủa sao Đào mày đi về nữa là Đào mày nói thằng Hải đuổi cái chị Phiên. Chị nói thôi Đào ơi mày nhiều thằng quá rồi, thôi mày ngừng lại đi, đừng mẹ mẹ con ở đây sống với bà má. Mày giọt miệng á, bắt đầu là mày cũng đồng ý luôn. Mày quay lại cái mày nói gì nè, một chưa được một tháng đó mày lên mạng á, mày quen thằng Cảnh. Mày dẫn thằng Cảnh đi về tới lưu hoài, chỉ có qua chỉ nói gì. Đào ơi, mày đừng có dẫn đâu, mày dẫn mày đừng có dẫn gì nhà bà má nữa. Bà thằng bé nó cũng còn nghĩ tình nó. Mày không chịu ở nhà bà má, mày qua nhà chị Năm mày ở, có không? Qua nhà chị Năm mày ở rồi. Mà nói ngược giùm cái bà chữ hả? Lát nước hết trơn mà. Không, chị không có nói ngược, có xui, có sao, giữa đồng tầm mạng xuống, có sao, chị nói gian gì, không có nói ngược gì. Nó nói mày gian chữ, đừng ngồi đằng nhà bà ba máu, đừng chữ con quậy nó điện, là nó nói bà chữ hả? Đây nè, chữ kêu con quậy lại, mày kêu con quậy lại, kêu con quậy lại, giáp mặt đây nè, sẵn có người ta đây nè, giáp mặt, sao tao cứ... Hả? Chữ, thì đó bà má không nghe. Trời ơi, nó chữ nó mắng tao làm gì, tao cho nó vô đốt cây vàng, nó đi liền, phải nó ở đây á, thì nó chữ, còn lần này nó chữ, cha trời. Là tôi nói mày, này là nó nói gì đây, sao nó gọi thì chị mới nói gì. Gọi mày á, là không ở nhà chị Năm, mày mày thấy vậy á, là mày nói á, là không về nhà bà má, đi về nhà chị Bảy mở, mình cho một cảnh lên xuống nè. Lên xuống nè, có không? Về đâu, bà nhớ, bà nhớ, tôi dọn về không? Bà nhớ, tôi dọn về. Cảnh nè, thằng Cảnh nó lên xuống, thằng Cảnh nó cũng không cho mày ở nè. Trời đủ thức, tôi không về. Tao nói mày sao, mày bước chân ra đi, không cho mày bước chân vô nhà. Tôi cũng em ru luôn. Tao nói á, là không phải, tao kêu mày á, đừng có dẫn. Tao kêu mày đừng có dẫn cái thằng nào về nhà bà má hết, là mày có quyền. Mày có quyền mày ở nghe, rồi mày dẫn trai về nhà là mày không có quyền đó. Mày không có quyền nhà đó, mày không có, tao không cho mày ở về nhà má đó. Mày thiệt không? Má thì tôi chưa dẫn ai về nhà. Thằng Cảnh thằng chi? Thằng Cảnh thằng Hải thằng chi? Má thử tôi dẫn thằng nào về? Thằng Cảnh thằng Hải thằng nào? Hả? Bắt cỡ vậy mày bốn đời rồi nghe Đào, cho mày hai chút bốn đời rồi. Tao kêu mày ngần ngừng đi. Tôi đi xin cộng đồng mạng thấy cho tôi mẹ con bà tức nó mẹ. Nè nè mấy ông bức tức nó nói là nó đi xin nó thấy đặng cho tôi xin lên cộng mạng mong chút. Chị cứ ngồi nói chuyện chứ cô cứ ngồi nói chuyện với nó đi. Bây giờ là này là riêng tư của hai người. Mấy anh em bây giờ cũng không có nói vô được cái gì hết trơn á. Cô hiểu không? Rồi. Đó. Bà kể đủ thứ hết trơn. Rồi đi nè, tao nói cho mày biết nè. Rồi tao hỏi mày nè. Mày nói thằng chồng mày chết, mày giữ 70 ngàn tiền đó tao giữ. Đó, tiền đó tao giữ. Rồi, đứa nào, cô bác sớm điện đi thùng rồi đứa nào chúc phòng. Đứa nào chúc phòng. 7 triệu đó. Đứa nào chúc phòng nè, 7 triệu. Đám thằng bé, tao lo mượn mấy triệu, tôi lo mượn mấy triệu á. Trời, tao để cho tôi đó nè. Tôi còn giữ tiền chợ đây nè, tôi đưa cô ra rồi, tiền giữ. Tiền hàng, tiền lương, tiền này kia bà tính cho bà má, bà nói giờ bà đưa tôi 7 triệu nó đủ. Đây nè, tao nói cho mày nghe, mày nói tính ứng mày rồi. Mày nói tính ứng mày rồi. Có ngày trời phạt mày nè, mà tao nói gì nè đâu. Mày nói chồng mày chết, mày chết trong nào, có không? Tao mới nói gì nè, tao xuất tiền ra. Tao xuất tiền ra là tao làm ra đám tiệc cho ông chồng mày. Rồi trong xu như tiền là tao tính mày với bà má. Thì tính thiếu tao rồi phải trả được tao. Rồi cái tiền người ta đi nè. Tôi mới chị tiền nè, ai đi, ai chúc thùng? Tôi lo mừng. Hả? Chị Năm bà tính bà nói tại ai chúc thùng? Hỏi mày nè. Bà lo mừng mấy triệu. Ai chúc thùng sao mày không trả lời? Ai chúc thùng mà người ta đi? Hả? Sao mày không trả lời? Mẹ con mày chúc thùng đó. Mày chúc nè, mày chúc tiền thùng 38 nè, rồi người ta đi đó không tính nữa nè. Tiền thùng ai chúc? Tôi nói là chồng tôi chết còn 70 nè. Bà chỉ 6 bà mới nói mày lấy tiền nè. Mày mua, tôi mua rồi, mua thao, mua chất. Mua thao, mua chất nhà làm gì? Đó, trong nhà rồi. Đây nè, tao kể cho mày nghe nè. Rồi thằng bé chôn 2 giờ phải không? 7 triệu, mẹ con mày giữ 7 triệu phải rồi, mẹ con mày nói. Thằng chồng mày á là chết 2 giờ, chôn 2 giờ, triệu mày trúng số nè. Mày trúng số 50 ngàn, số 11 nè, triệu mày trúng nè. Mày chúc thùng mày quýnh xấu hay gì? Hả? Mẹ con mà nói thằng này không lợi đâu, tại chiều mở mà một bỏ. Đúng rồi, mày nói không có lợi, đúng rồi. Mày nói là đúng rồi, mày kêu quyên tao. Mày á là chúc thùng nè, mày lấy tiền mày đi quýnh xấu số 11 nè, quýnh 50 ngàn. Mày nói mày trả lại 30 triệu, mày chúc 20, có thằng chồng nào mà chết chịu quýnh xấu không? Hả? Rồi có đứa nào mà chịu?
sĩ chồng có cuộc sống riêng mà có nhà riêng mà mày út, mà tại sao mày không có quyền mà để con chỉ chồng đuổi mày là lý do gì? Cái lý do đi ông dẫn trai về nhà. Trời ơi, bà già tao không có cái gì để dành năng, bà già tao mới có cái mà cái nền với cái nhà chống lỏng hết à. Lúc nó sống mà đâu có bán đâu, tới nó chết rồi bán mình chia nhau ăn. Nặng mẹ con mà giữ đó. Mẹ con mà giữ đó, tôi chỉ cần 2 triệu à, thì tôi có 2 triệu tôi nói với con nữa. Là có cho tôi 2 triệu thôi. Đào ơi, Đào. Tao nói với mày nghe, có sao nó vậy đi nghe Đào, mày đừng có quan mất tao mà kêu nha. Nè, chị hỏi tôi nè, tôi ngồi cộng mạng á, xuống quay á là tôi giúp đỡ tôi hay là lên trả thù chị? Tôi không có trả thù ai hết á. Tôi ngồi cộng mạng xuống giúp đỡ mẹ con chị hay là tôi ngồi cộng mạng á lên đó là kìa trả thù chị kêu chị? Cộng mạng nó chữ bức xúc thôi, coi video kỹ là coi tôi nói chị như vậy. Mày nói sai chưa? Chị có nói sao tôi? Mày nói sai chưa mà Đào ơi, mày đừng có đánh nữa. Đây nè, chị nói tôi nghe nè, tôi đến đi chị nói nè, cứ ấp ấp xuống phải không, tôi tại lên tại nhà cái kinh này nè, tại kinh giữa lộ luôn, khỏi cần vô nhà ai chân. Nếu mà quan ấp xuống đó là tôi đi lên. Ôi em sợ lắm chị ơi. Phải cái gì, nếu mà tôi lên nha mà có ai đụng tôi cũng cách nào chị thường. Không chịu, hả? Nếu mà chị em cứ điện công an ra, không em giờ em không có đối chiếu với chị nữa, tại vì em... Mày điện công an ra làm gì? Em quá sợ, tại vì điện công an vào cuộc có được. Mày điện công an làm gì? Chị nhớ cũng nhào vô đánh em bởi vậy. Không có đây nè, nó có đầu có đuôi nghe cưng, cháy tới từ còn nguyên nghe cưng, sợ nghe cưng. Cưng không có ấy đâu, miệng lưỡi cũng không có qua trời Phật đâu. Trời Phật cũng còn chứng kiến nghe Đào, mày còn nhỏ tuổi lắm nghe Đào. Người đang làm trời đang nhìn. Ừ đúng rồi. Chị ơi, thị giờ á, tôi bằng con tôi đi xin, tôi chấp nhận. Đây nè, tôi chị nè là Đào, chị ở bên chồng đó nè Đào. Chị ở bên chồng đó nè Đào, mà chị ở bên chồng không có nghe tiếng gì chân nào. Cái Đào tốt hơn Đào, sao mình để cho chị chồng đuổi? Chị chồng có nhà riêng, có riêng mà cuộc sống riêng, mà sao có riêng đuổi chứ? Quá nó đuổi, dành ăn quá đó. Trời ơi Đào, mày mà khôn đó nha. Em quá khỏe, cái mày đi mà mày cái mày la về. Đúng không? Có không? Bà má vừa xuất hiện ra đâu, không có sao là cũng dẫn đi rồi. Cái lâu về. Trời ơi, thôi. Mấy ông cứ tới tôi gầy lộn có lợi nó, bây giờ mấy ông nghe đi. Bây giờ tôi gầy lộn có lợi nó, nó không có biết phải gây chân á. Tôi gầy lộn có lợi nó không có nói cái câu nào mà phải quấy chân á, sao tôi nói. Ở đây là nó chửi không đó đâu nghe. Ở đây là không có ai gầy lộn, không có lợi là mình ở đây mình nói cho nó rõ thôi. Ừ, cho nó giáp mặt thôi. Dạ đúng rồi. Vậy nói ra là không có câu nào mà nó để cho nghe hết trơn á. Nó dành mà nó chữ, nó bắt mà chữ không mà sao mà nói. Vậy bây giờ là xác định lại á, là chị này ở đây nói là chị không có, cô này nói là chị không có đuổi. Thứ nhất đó là hỏi đi qua hỏi bà đi. Dạ. Dạ rồi, đúng không? Chung chuồng nữa cả. Dạ. Dạ. Ok chị. Cái chú này là tên gì? Cái chú này chú gì? Ừ, anh chào. Anh thứ ba. Thứ ba. Hỏi đồng hòa không ai chữ chứ. Mẹ gì đi. Tôi ở bên chồng tôi. Cho đồ cũ cho con tôi mặc thôi. Cái cho gì? Thì con cháu có gì cho nấy. Ở đây là chị, cái nào mình đúng có mình đã nói, tại vì mình lên trên mạng á nó ý kiến trái chiều lắm, tại vì cái chuyện gì á. Cái mình có gì thì mình dặn thuốc, tại vì mình lên mạng này mình cái con quýnh nó mở nhỏ luôn á. Chứ cũng dặn thuốc. À thiệt trời. Ủa thuốc chứ lắm rồi.
chú ba có cái điều gì muốn nói với em không? Chú ba nói đi. Tao sáu năm trời ha, mà anh nhịn cho mà bữa nay lấy cái cây á, lấy cây á, anh nói luôn nè, trời hay á, nói cho mày hiểu nè, mày quá mức mày rồi, mày về đây ha, sống với em tao ha, bé ha, lừa gạt nó ha, hết em tao rồi, tao gì trong trong nhà tao luôn, lừa gạt lên em hết. À người này nhất từ kia thật không ai thuận ai hết. Này tới tới người kia, hồi này bước chân về nhà là nhà tao tiêu chân luôn, em xào sáu chân luôn đi. Mày biết gì đó, tao gẳng nhịn luôn á, thì cái này ai cũng chuyện không có nhịn ăn cái có cái gì mày phá anh à, hỏi gia đình nó, con bé nó có cái gì, con bé nó có cái gì, em nói gì thôi, em đã còn sống mà dắt lúa rồi đưa cho mày từ đồng tắt không chứ một cắt. Giận thì vừa thôi, tôi giận không còn hơn tôi nữa. Mẹ em có chết, mày có nghĩ tình mà tình chồng nè, tình em nè. Mới 49 ngày rồi bỏ em ra mình về mày theo mày. Mày phải có tình nghĩa không? Ừ, mày không có, mày đi lấy thằng Hải chi? Mày đi theo thằng Hải là thằng gì? Đi theo thằng Hải nè. Cảnh nè. Rồi bắt đầu cái thằng Hải mày sống thời gian, cái thằng Hải nó đuổi mày về. Về tưởng nó là người mày sửa đổi cái gì? Về mày về mày cứ cũng vậy nữa. Rồi bây giờ đúng lắm, mày bắt qua thành rồi về nhà, cái mày dắt về nhà luôn, mày có dắt về nhà luôn, mày chắc không hả? À, tao ở đây giờ tao lấy được hết trơn, là sao mày sao tao biết hết trơn á, cái mày luôn á, mà đều mà cảnh dẫn gì gõ gạt đó, mà không có dắt lên nhà má tao nè, rồi mày dắt xuống nhà bay nè, có không? Bây giờ mày dắt cảnh lên nhà bay nè, ở nè có không? Luôn rồi có không? Ăn nhậu luôn, ăn nhậu chơi trong nhà bay luôn. Con mày lần này ha, con mỏi chết chết tôi luôn á. Bây giờ tóm tắt lại chú muốn nói cái gì? Tóm gọn đi, tôi mệt lắm rồi, hồi tôi chết nó không thường luôn. Trời ơi, nó nói chữ không à, không có nói cái gì được chứ á. Thì cái sự việc á, dạ thì hết lúc á. Lúc đó Phương Ngô chỉ là chia sẻ một cái video đó để coi chị á, có bên này có nói đúng gì không, thì cho nên là mình ví dụ mà mình không có nói chuyện á, thì có khi bên này nói là từ nói quen, bên kia nó không đúng, thì cho nên là hai bên bữa nay cũng đã nói rõ cái video rồi, thì sau đó thì tự của chị mà sẽ hiểu chị. Bây giờ chú xác minh lại cho con nè, cái vấn đề á là chị chồng là đuổi chị chồng á là đuổi em dâu ra ngoài, cái đó là có không chú? Không rồi, không chị không có, tại vì không phải chị nói vậy, tại vì em hỏi là chị coi là còn có hiếm không hả, chứ còn ngoài ra là cái chuyện không có gì trơn, để cái này nói rồi không còn tội nghiệp chị. Cháu đó nè, mấy bạn xuống nào rồi, không phải là đồ bỏ đâu. Tôi mà bà dám đi cho cháu mà cứ mạnh tạo giấy mà lại cho cháu vô á, vậy cháu học mà dạ. Học mới có ba cháu nè, còn lỗi chừng nó dắt còn nó đi cho nhỏ người mà nghỉ học luôn, chính tay tôi chở cháu đi học nè, chở cháu vô chơi vô trường tâm học. Nhưng còn cái tiền đám là chị Tư á, là người là lấy hết cái tiền mà sao cái đám của chồng chị này nè, em biết cái đó là có không? Không có, có chút thùng đó chú, lấy cái dây này nó lấy chồng là cái câu chuyện chị Tư nói là có thật không? Có thật luôn, em tôi nói là cái gì giờ là có thật luôn, không phải mang nhà giống gì đó, cái ăn lớp nữa đó, chứ không phải tự tắt. Nhỏ này tôi thì với chú là nhỏ này không biết là đều, không biết ơn nghĩa gì hết á. Ừ. Hồi nãy con có nghe chú nói một câu đó là chú là người đã nhịn suốt 6 năm trời. Là trong đó là có những cái câu chuyện gì mà chú lại cho là chú nhịn không? Nếu mà tôi làm ra thì tôi ngạc nhiên mẹ tôi. Từ mẹ tôi là tôi đã 12 tuổi rồi. Dạ. Sẽ có đau hết. Hết. Dạ. Coi như là trước lúc chị này về nhà làm nhau thì gia đình anh em là hòa thuận. Dạ. Rồi sau đó thì cầu sau đó là làm dễ gì chẳng là hết. Trước lúc đó là chú bắt đầu buồn rồi ha. Dạ buồn luôn.
rồi bắt đầu tôi đâu có dám nhận nó một cái giờ mình nói ra cho bà già cháu thì nó ra sợ là nó bị mày cháu sợ đó luôn và em tôi đấy lúc mà nó nhìn sống nhà tôi em là tôi đi mặt đấy là mới nhắc đối gì là khóa áo tắm rồi thì khóa áo tôi đọc là chở là nó đi ngại là cái gì cho đi suốt luôn mà chẳng nhớ thì tôi còn nhớ cái dễ là hai đâu với cái mấy ngày nào cũng có cái hàng mà em chở đi chờ đó là chú rồi nghe phòng mình bà gì chén cơm cho chồng cái gì học luôn là nó ngủ là chú làm tới 9 giờ chú cho con hỏi thăm nè từ nãy giờ đó từ nãy giờ chú cũng nghe cái câu chuyện cuộc nói chuyện giữa chị Tư và cái người em dâu á thì chú cảm nghĩ như thế nào về cái câu chuyện của hai người này giống như là cái câu chuyện mà bên chị với người em á nói vì gì nó quá chảnh hết đáp thì thử ra là tôi đâu tôi có tánh tôi thì tôi hơi không chịu nói chuyện với bà dạ là tôi cho nó cái cho nó hay nó nhỏ này bây giờ nó vậy đó rồi nó cưng đi qua lại coi sao nó bà má thì nó già rồi nó thử ra là dạ bên là nói không được mà lắm dạ bà tôi nói cho nhỏ tương này hay nè dạ nói chung là chứ nếu mà nó đàng hoàng như tầm này ta đâu có mà đủ son một chút nó gì là em cũng có chết gì đó lựa động với tay nhả hồi nãy con có nghe nói chú nói là chú thấm rõ luôn cái tình thấm rõ luôn là ngày hôm đó là chú thấy luôn ha trời ơi thấy rất vô nhà luôn ở luôn mà ở luôn ở nhà cho em tôi xòe nè là mấy ngày chú à nó là cả tuần lễ phải đi chụp nó lên nó không thiệt là cả tuần lễ luôn hả cả tuần lễ luôn phải đi nhà nó chắc vô nó kêu thằng mày kêu bà vợ chồng của thằng mày á nó kêu mày luôn nó không chạy nó kêu là mày kêu mà bà nhận con chàng ơi chàng nhận gì luôn đó. Nhưng mà hồi nãy chỉ có hỏi là có ai nhìn thấy không mà nói đó nhưng mà là thật sự là thấy hết rồi ha dạ tôi đi ha đi sớm là đang đi sớm là có tên thân cảnh đó dạ tôi đem nhà nó đi tôi là anh nhà mà $2,000,000 mà em tôi đang ngồi thời gì mà nó chấp chay nhà mà tôi dặn những tôi gấp rất lắm luôn tôi nói là chồng mới mất không lâu thì mọi người em dâu dẫn trai về nhà để chú là lúc đó là mấy ngày chú mất được mấy ngày chú lúc đó là 2-3 tuần chưa 49 ngày 49 ngày tháng mấy rồi nói chung á thì chị còn trẻ chị có quyền ai là chị bây đó nó nói chú mà nó làm đừng đừng dắt cái nhà thôi bây giờ mày là dắt cái nhà luôn à dắt cái nhà luôn ta mới nói dầu gì cũng phải qua 100 ngày dạ rồi nó chở đi lần này ông thấy cái thôi cũng ấy đi mà bé nó mắc đây rồi mắc buồn nữa cái chân nó lại bữa đi cho một vợ chồng máu vui không tôi giúp mắt là chồng quân phong thôi chồng quân phong tôi còn nói nè hôm nay tôi đang giữ lại đó dạ xin phép chú như mấy cô ở đây là cái đoạn video này anh em sẽ đăng lên à, chú dạ phải đăng lên mới được dạ, thì sau này mà mấy chú mấy cô á kêu cái đẹp gỡ là cái đẹp không gỡ video dạ đúng rồi dạ có nghĩa là mình đăng lên để cho mọi người người ta biết và hiểu về một chút dạ, thì dạ thì, con nó là chỉ đạo nó có không rồi mấy ông bà già tôi nuôi rồi mấy anh em tôi rồi lớp là con hay kia là xuống nhau lo nhau mua sữa rồi đồ đặt cho con mà không tiếng nào mà cũng hơn chàng ơi còn bộ đồ của cháu nó luôn hả? Tôi đỡ dặn tôi cho nó đặng xuống đây đặng tắm một tay. Dạ. Rồi dạ thì chú ơi, con xin kết thúc video ở đây ha. Chung thì mình hồi sớm giờ nói chuyện thì 6 năm trời. Thì tôi dẫn dành luôn. Cái là tôi chiều mà bà già chú kìa, tôi sợ bà đau lắm. Dạ. Người ta không có nói. Dạ. Chú mày nó tủ quỷ. Mà ở đây là nó làm quá trời làm.